Chết rồi nè. Mà không biết bắt dính không, tại cha ở trong lá. Chào cả nhà. Cả nhà ơi, bữa nay vợ mình không có theo mình. Bữa nay có chú Cường đi theo. Chú Cường ở đây ngại. Thì bữa nay hai cha con mình với chú Cường tiếp tục lên trên đồng của khóm 8 nữa, mà cái dây bên này. Thì bữa nay mình đang ba bắt à. Mình đi thì bữa nay cũng có đem theo ít đồ nè, đặng hồi bắt ếch có thì làm nấu ăn tại chỗ đãi chú Cường luôn. Cũng mời cô chú anh chị và các bạn theo chân cha con mình với chú Cường bữa nay cùng trải nghiệm móc ếch. Thành quả coi có bội thu không nha. Để lộm phát thử ra. Kêu luôn hả ba? Kêu đây coi chừng nó có kêu quá. Nếu mà có kêu thì đứng lại nghe chú Cường. Kêu cũng hơi khó nha. Nay thì mình chiến vòng vòng cái khu đồng này. Ngày hôm qua mình chiến cái tuốt mé bên kia. Ở đó đó, bên chỗ cái nhà trắng bên đó đó cái nhà. Cách một cái kinh đó. Cái khu này cũng lớn lắm. Phát hiện được ngay mà cả nhà. Nhưng mà có một cái hang cong quá cong. Bây giờ mình quay khúc cũng dài lắm, mình bỏ. Móc dính con cua. Có con ếch ở dưới mà móc nãy giờ không dính. Né hay quá. Bây giờ cái hang nó rộng á, dưới nó có cái bùng binh tuốt dưới mà có cái xuống nè, có cái không chịu xuống. Bữa nay vợ mình ở nhà đi bán mấy chục chai sâm làm ổ gài đó, rồi đi theo mình hoài không có bán được, sợ hư. Với bữa nay đầu tuần thì ở nhà đưa rước cu men, thì cử sao mới cho vợ mình đi theo. Chưa nữa hả ba? Chưa. Cái nhà nhẹ là phải lộn chứ. Chưa ăn à. Dính rồi cả nhà ơi. Nãy giờ biết mà đâu. Ôi dồi. Cũng bự mà. Bự hết cả bá luôn. Bá đó. Cái hang quá trời, hang bự bên cái lớn. Cái hang nó rộng cỡ này. Hai ba đường chứ. Bỏ vô đi chú Cường. Chúng hai ba đường. Biết nó chúng nó mà không được. Quả khôn, thành quả đầu tiên. Một không, một con cua với một con ếch bự mà có cái móc cái hang bự quá rồi khó. Đây, giờ mình kiếm tiếp cả nhà. Đi chú Cường ơi. Rồi con đi rồi. Không, giờ mình đổ xuống dưới đó đi cũng được. Bên này ít hàng quá. Ừ, sức khoát qua đó đi. Bên này ít hàng quá trời. Cái này chú Cường kịp gặp nha cả nhà. Nó bụng quá cả nhà ơi. Phải làng coi. Gặp cái hàng, không có hàng. Không có hàng. Trời nhá. Hàng nó sâu lắm. Đúng không? Đúng rồi. Thôi đừng có khó bắt như con hồi nãy nữa nha. Quá nắng ra nhà.
nào đưa chú không? Láng nó đụng như giống rắn. Nãy mới ra ở đây. Lắm, đậm lắm. Lắm. Bự không? Nhỏ xíu. Có bà lớn, em bé có bà lớn. Trời ơi, mang kêu coi nè. Hồng bự cái chân rồi nè. Wow, hai không. Hai không. Bữa nay chậm hơn hôm qua quá. Hai không. Uống nước cái đi bà. Nguyên một khu này người ta bơm nước dịch luôn nè cả nhà. Đang bơm lên luôn. Mới bơm mà sáng tới giờ. Này không biết tối có ếch kêu không. Cũng có nhiều bạn đam mê bắt ếch đầu mùa thì hỏi mình ở quê mình có bơm nước dịch chưa, thì ta bơm nhiều lắm mà sao mình không có nghe ếch kêu. Nó cứng ngắc trong xe nè. Ba móc đại mà dính này cả nhà. Cái hang ta đào cũng có hết con cua luôn được không? Hết con cua luôn. Hết con cua luôn. Hả? Phải ba nghe nó ực 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 đây. Phải không? Phải. Vậy là ngất kêu hồi nãy. Thả thả cua lại, thả cua lại. Bắt luôn, con cua đực. Cua đẻ. Cua đẻ hả? Ừ. Cua đẻ thả lại. Cua đẻ ba ơi. Thả lại. Vậy là mình kiếm con mình kia, bên kia một hang đó có nữa. Hang đó nó kêu sao, còn hang này tôi kêu nó kêu ực 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 rõ ràng. Tôi nói hết kêu đâu, bánh gốc này mà. Quay qua kêu đi. Tưởng không có, tưởng không có bà ông móc đại dính. Nó lên tiếng mà, lên tiếng không có nghe vô điện thoại. Rồi được ba chú rồi đó. Đủ nồi canh chua rồi. Đủ nồi canh chua rồi. Kiếm chú hai chú nữa về nấu canh chua. Ta đào gồi hết rồi. Ở nhà coi ở đây người ta đào chuột. Ta đào chuột rồi người ta bỏ đại banh bờ hết rồi. Ở đây là mỗi hang mỗi đào luôn. Không có hả bà? Đi đổ đổ qua anh kia bà. Này ta bắt hết. Ua. Cái nước hả chú Cường? Vậy mà đi tới chiều sao đi nổi? Thôi ta đào nè. Mát hết trơn. Vâng. Kiều 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 cái nhà. Đó quá. Đây. Vâng, vâng. Vâng. Vâng, 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 vâng. Vâng, vâng. Vâng, 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 vâng. Ba kêu đi, ba kêu. Rạch. Con này dính 100%. Bắt ba nó gần rồi. Nó ngay cây đỏ đó đó. Ngay tới trước chút xíu. Chiếc này chắc quay lọt vô điện thoại rồi. Trời ơi, phải nãy đứng lại góc này im gió nè trời. Nãy nghe trả lời rõ ghê luôn. Nghe trả lời ép ép ép. Nó ở trên chứ không phải mé kinh bơi. Nó ở trên này đây nè. Coi chừng chớ sao đít ba. Coi chừng chớ sao đít ba. Ngay cây cỏ đỏ đó luôn đó. Không, nó ngay cây cỏ đỏ đó. Ê. Phải hả? Ồ, vậy là con chấm tọa độ sai vậy. Gặp rồi chú Cường ơi. Ngay chân cái đu dục, đu dập ngay đây. Nó nói là cây cỏ.
Ở rồi, nghe đây rồi. Lắm rồi. Lắm. Nó này không biết nó có vô được điện thoại không. Gió quá, gió cả nhà ơi. Nghe rõ lắm mà, gắn vô. Nghe rõ dữ lắm luôn. Nè. Đâu được không? Mình đã nghe kêu đây nó nói đằng kia cỏ. Con đứng hơi chinh ba nó. Chọt đổ thừa ha. Ngồi xuống chú Cường ơi. Chú Cường. Chú Cường ngồi xuống. Tôi lại tôi đút cây. Gió mình ngồi. Rồi. Ngay chân đây. Để cái Dũng ngay chân cái đầu luôn ta. Ba ông bác không có. Đây đưa chú Cường. Bắt đi ba. Nè, đúng bài nè cả nhà. Ô. Không có đường nào mà đi đâu được. Vậy là đầu mùa này là bắt được con ếch kêu này là lần đầu tiên trong kênh. Quật. Rồi. Nè cả nhà, đó cái lần nó đi lên đi xuống. Dính. Lẩm gạo à. Khỏi phản. Công nữa hả ba? Mò nữa. Trời ơi. Giờ này mà còn gặp hang công nữa hả chú Cường? Giờ này còn gặp hang công nữa. Rồi nắm phải đứng được, đứng xuôi góc này nó mới rõ dữ nè. Chắc rồi nghe rõ khi đây luôn. Ừ. Rõ tai tôi biết còn nghe. Quật. Chết rồi, công dòng rồi. Công. Ơi, đúng, nằm đây. Nằm trên. Nằm đây. Nằm trên. Lỏng gạo. Dính nè. Bự hay gì mà nặng vậy? Không phải. Nó khô. Cái hàng kia nó khô, nó bị nó không ướt, nó đít. Rồi không chạy. Trên này nè, chú Cường lấy chai nước suối chế vô miếng đi. Khô quá. Lên không? Không lên đâu. Khô quá, nó không trơn á, kéo không lên. Rồi bắt con ếch tốn chai nước suối luôn. Đây được con, con làm luôn không? Làm luôn. Nước quá trời. Nó chết luôn. Nó không trơn á. Chạy rồi đó. Nó không chạy kéo không lên. Lộn quá gà. Móc cái chai cái hầu luôn. Trời ơi, có ếch ngon. Vàng tươi luôn nè cả nhà. Quá trời đó. Măng kêu nó nè. Ừ. Vàng tươi luôn. Ok. Sức phụ. Kêu trả lời rõ ràng. Dạng ha bà. Quát. Vậy là vài bữa bắt ếch kêu được rồi đó. Bớt gió này bắt ếch kêu rồi. Bớt gió bắt ếch kêu được. Gió quá. Gió rung mình. Rồi, làm miếng nước cái ai. Ừ. Chú kiến qua đây, có mồi nó mít chú rồi. À, chính ấy sợ khúc này là bắt không được, nghe chó chứ nghe bắt được chứ sao không được. Nó nằm ngoài bắt không dính đâu bà ơi. Là ở ngay đó đó, ngay cái cục đen đó đó. Ở đâu? Ngay đó đó, ngay đó đó. Đây nè. Ờ đúng rồi, ngay mắt. Qua lục đại hả? Ô quá sâu. Sâu dữ vậy? Sâu lắm ba ơi. Ướt đồ, ướt đồ. Bắt không được đâu, ba lên ba giỏ nó cũng nhảy à. Để thử coi. Chứ trước mặt mà bỏ uổng. Đó là trả lời rõ hơn ít nãy. Cái này cá nhóc à. Cá chê nhóc à chú Cường. Đó thì trả lời gọng mới ghê ha. Nó nằm chéo ở trên đó ba. Dễ gì.
này lên động là nhảy liền. Nhảy cái tọc hết được, nó nhảy gọn dữ lắm, nó nhảy không nghe. Ừ, vô phương bắt nó kia chơi cho nó vui mà. Nó mài á, nó mài xuống nó quậy lỗ á thì có cơ hội, còn nếu nó ngồi chụp dính đúng không? Ờ, nó ngồi thôi là thua. Qua mấy anh này cả nhà. Rễ cây không vậy? Rễ cốc kèn. Trời ơi, cây không. Má này bắt dính là dữ dằn á. Kêu thấy rõ ghê luôn. Rõ. Con bấm bắt nãy đó. Nãy gió quá trời không biết nó vô nổi không. Gầu quá trời luôn. Phải đừng có gió, đừng có gió hay lắm. Mà không có gió thì nắng chịu không nổi. Thà nắng đi thì cực chút cũng được, nhưng mà con cái video nó đẹp. Nó nghe rõ nữa. Để nó kèn không à. Nhảy ngọt ha. Nó không có sâu đâu. Nó sâu mà. Cái bên mà tôi. Cái gì mà tôi nhắm mà không đụng cái này chứ. Chắc nó nhảy rồi. Nó nằm ngoài nó nhảy xuống lục bình dễ gì mình thấy. Rồi. Vậy là nó nhảy rồi đó ba ơi. Kêu đi ba, kêu đi, kêu cho nó trả lời. Chết rồi đó. Mà không biết bắt dính hơn tại trà ở trong lá. Bắt bài. Ngày xéo ngay đây nè. Lá rồi. Nó ngay đây nè, ngay gốc dừa. Còn đứng bên này mới được, đứng bên đó chịu không nổi rồi. Quá dày. Nó ngay đó đó ba. Đây nè. Ừ. Nó này dạng hết hồn luôn. Chú Cường ông qua đây nè, chú Cường. Ông dòm góc này coi chừng nó nhảy nè. Nó nhảy xuống mương nè, mình biết á. Này nè, ông nhìn ngay đây nè. Đây con quay phàm á. Nó ôm tùm quá. Để ý tay nghe ba ơi. Nó này trả lời nghe không? Cũng như con nãy ha chú Cường. Cây này cây gì á? Đây nè, chắc nó ở trong đây rồi. Ở dưới gốc dừa này nè. Ồ quá trời. Lớp một luôn. Dạch dòm dòm tay nghe ba. Đây. Ở đây người ta nói có rắn hổ á cả nhà, nên dặn ba để ý. Đỉnh ra. Ừ. Đỉnh ra.
Nó này nó nhảy nó cũng khó nhảy dữ lắm. Tại vì nó không nhảy đâu, nó mọt á. Nó ngay đây nè, nó nằm đâu đây nè. Không, ngay đây nè. Ở là chỗ này, chỗ con giật giật. Cả nhà gắn đón xem coi cha con bắt chín hết này không nha. Nó ở nằm trong kẹt một bè. Ớt này cũng dạng á chú Cường. Chú Cường, ớt này dạng á. Dạng ra luôn rồi cho mắt. Chữ này chú ơi, mắt đứng ớt này là con xe nông là dữ dằn luôn. Dữ không? Dữ. Nè ba, dở lên nè ba. Siêu. Đây đây đưa con. Đưa con qua. Khủng thiệt chứ. Nó được hết chưa nghe. Nó được hết biết hết được. Rồi chưa? Rồi buông đi. Trời ơi trời, cái ống về mà không dám kiếm được hết. Rồi con này. Con sợ ống luôn. Sợ luôn. Mày qua đây quay cái cảnh này nếu mà có thì luôn. Đó, người ta biết cái cảnh mà biết nó nằm đây đó, nhưng mà không thể nào mà lục lõm quá chứ này. Nè cầm lên ngớt này nấu canh chua mới ngon nè. Trời ơi trời. Quay cận cảnh cái nổi thôi. Có quay cận cảnh rồi. Tao chịu chưa? Giữ chặt. Có ai giữ hơn nữa không? Đang cây nè. Thôi được 5 ngày không thôi. Bây giờ mình nói như thế này đi. Tạm dừng ở đây đi. Còn cần nữa đâu. Đây nè bà. Giờ mình qua bản mình nấu ăn miếng đang về. Đói bụng quá rồi. Đói bụng rồi, nấu ăn ở về. Giờ mình về tới xe cả nhà. Có chỗ đâu xe sáng. Nghỉ quyêu thành quả. Mình làm miếng ăn rồi mới về. 5 con. Quả nó được 5 con rồi cả nhà với con cua. Con ếch bắt sao là phải nói là phải nói là siêu. Giờ mình làm đặt chế biến đãi chú Cường. Giờ ếch thì mình cũng mằn xong nè cả nhà. Chú Cường thì nãy giờ bắt nước luộc lược me. Đây bữa nay mình ăn canh chua với rau cần nước với cà chua. 5 con ếch thì mình mặn ra được nhiêu nè. Quá ngon cả nhà ơi, có trứng hết trơn. Nước mắm nè. Rau thơm, nước mắm. Bây giờ mình nêm nếm mình thả ếch vô. Nãy giờ có nêm gì chưa? Chưa nêm gì hết á. Cũng không giỏi nấu ăn. Cũng làm nhiều à. Giờ năm lại nêm. Cũng nhiều bạn góp ý là nấu canh chua ếch này nên sắc ớt vô thôi chứ đừng có làm cái gì à. Xào tỏi xả đồ thì nó không có ngon hung. Nên bữa nay là mình nấu xong thì mình sẽ sắc ớt vô. Sao giờ này sao chú Cường? Nó bụng bên tay. Đi hấp mẫu. Vậy rồi đi tới chiều sao chịu nổi? Chiều chứ đồ ăn bỏ theo. Vậy là bây giờ cho vô hoàng nha. Cho vô đi bà. Vô. Giờ là mình đi hồi sáng là 8 giờ rưỡi mình tới đồng, hiện tại giờ là 12 giờ rưỡi cả nhà. Mình đi mới có 4 tiếng thôi mà chú Cường nói là gung tay gung giò chứ nè. Nó bụng quá. Nó ngày bữa nay bị người ta bắt rồi. Ừ. Bắt rồi, ngon rồi. Bắt nhóc, nhiêu đủ ăn rồi. Bữa nay cái chỗ ngồi này, nấu ăn cũng không có ok nè, nắng quá mình nắng. Giờ cho cái này vô luôn. Ba nếm nếm bình thường mà. Sờ yeah. Lên cái coi. Lên màu, bỏ ớt lên màu quá đẹp. Ồ, thấy vậy cũng nhiều quá nè chú Cường. Nhiều lắm, ăn không hết đâu. Quá. Thấy vậy chứ cũng ăn hết rồi, con đói bụng thục lưỡi con nè. Mà chảy nước miếng luôn á. Mình ăn lên, bởi cá nhà luôn. Có chai nước trong đó đó bà. Thèm nước chảy miếng rồi. Nhiều bún nó biết đủ không nữa hả? Không mà bắt con ếch sao đúng là quặng mục thiệt. Con nói là không khi nào bắt dính nó.
Mà con ếch á, nếu mà có vợ con đi theo quay á, thì con chặn một đầu bên đây con lục lên nữa. Mà nói đúng gì hơn thì thằng Sinh với ông á thì khổ chí đó. Khổ chí bỏ khổ, bỏ khổ. Ông nghe kêu đó, giờ thấy cái chỗ này hết tham. Nó tới thiệt luôn. Mới có lại đậu xe gặp cái anh đó đi ruộng, anh nói anh mới đập chết gắn hổ ký lô ba, nghe hết hồn. Đừng tôi đương thọt tay, đừng nói tôi nhắc lại, mà tôi thọt lỡ đụng rồi là tôi cũng nắm đại, hoặc là tôi giật tay ra tôi chạy. Còn mà nói tôi đừng thọt tay vô nó nhắc tay, nhắc tay chứ mình đương thọt vô nhắc cái đó không nhắc. Hôm qua đi bắt cái dài bên kia được mười mấy con mà không có chỗ nó ăn thì uổng luôn. Cái chỗ sình không. Sình quá trời ông coi cái này, cái này mình nếm nếm xong rồi mình xếp xếp vô rõ đi. Gót vô chút luôn đó mà. Đó, bà phải nấu cái gì cũng chế miếng nước mắm vậy là ngon. Thơm. Ở ngoài gió thì khủng khiếp bữa nay. Ba, tình hình đóng gió gì mình đâu bắt hết kêu được ba. Đó, giờ cũng có giờ em bắt vậy chứ đâu có nói gì. Bây giờ là trước mắt là bắt theo mấy cái kinh thường. Là đi kế bên vậy nè, mới mốt đi bạn mốt lai ở nhà rồi đi không được rồi. Mốt lai phải ở nhà. Vì này mệt nằm ngủ rồi. Bạn này đi, bạn buồn quá, buồn rồi mấy bạn kia người ta không dám lên tiếng. Ngủ rồi cả nhà, đi mệt. Mệt rồi, nhớ nhà mệt. Ôi ôi ngon lành, ngon lành luôn. Wow. Ba người ăn bể bóng luôn. Ờ, bỏ rau vô được rồi ba. Rau vô nha. Bún này ra rồi đó. Mọi người chén. Bữa nay chú Cường ông đi tới gách quần luôn, ông không hay cả nhà. Nãy giờ quay dính hết khúc rồi. Cũng mong cô chú anh chị và các bạn xem thông cảm cả nhà ơi. Có mặc quần trong nhưng mà có cái thấy gách gách kỳ quá. Trộn lên là mình dứt luôn á. Lội theo tới gách quần luôn á. Mười mốt anh em nào mà đòi đi theo trải nghiệm thì nhớ nha, nhớ thủ theo cái quần. Gách quần luôn. Ôi, quá đã rồi. Bỏ nó vô nó ngon. Quá trời ngon. Coi có cúng đất đai vậy không? Có. Giải cái được. Giải cái đi rồi nặng. Ngon. Quá, bữa nay nấu xanh chua quá lẻ. Quá ngon. Tại vì có ba cái này là thu phái nè, ba cái là gạo thơm. Gạo thơm. Rồi, giờ mình nhập tiệc luôn, giái cái đi ba ơi, mình dứt. Rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn dùng bữa với cha con mình, với chú Cường luôn nè. Rồi, mời cả nhà con có ăn. Mời. Mời cả nhà. Với cha con tôi cả nhà ơi. Quá trời béo, quá trời ngon à. Ôi trời nè cả nhà ơi, quá ngon. Ôi. Chưa có ăn nữa mà quá trời béo, quá trời ngon à. Mời cả nhà. Cái này đói bụng là giờ thấy là ngon rồi. Ăn bún trước đi ha, ăn hết sao. Mời cả nhà nha. Quá ngon. Bảo đảm với cả nhà là bọc bún này hết á. Quá ngon. Hồi quay YouTube tới giờ có nấu ăn lần nào chưa chú Cường? Chưa. Kênh Nguyễn Cường 83 cả nhà. Của chợ Đại Ngãi, Sóc Trăng. Buộc câu cá ngát với câu cá không à. Bữa nào ta đi câu rồi có dính ta nấu ăn bữa đi. Nhưng mà sông khó nấu á. Gió dữ lắm. Gió dữ hơn đây nữa ha. Cả nhà biết không, đương đói bụng mà vô cái này một cái nha, nó ngon quá ngon cả nhà. Đặt máy đi ông ơi. Ừ, chúc con ăn. Chú Cường với ba ha, thì ba thì không nhậu nè, chú Cường thì uống cũng ít à, nên bữa nay không có làm lai gai, mong cả nhà thông cảm nha. Đây ếch dài quá, ếch già đó ha chú Cường. Những phần ếch đồng nó ngon hơn mình á, thì cũng không nhậu được luôn. Quá ngon. Mình uống vô cái là xong liền. Đi mà đi hay lẹ rồi còn xuống xong nữa thì nó uống rượu.
Thì mình cũng rất mong cô chú anh chị và các bạn thương ủng hộ cha con mình nè. Tại vì nói chung tháng này lên trên đồng săn bắt gió quá gió, quay video nó hơi xè, cũng rất mong cả nhà gán xem hết video ủng hộ cho hai cha con có động lực. Thì cha con mình gửi lời cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha cả nhà ơi. Ba bữa nay sợ không có mắt mặt với chú Cường rồi. Cả nhà có quẩn ghé qua kênh mình ủng hộ nha, mình cảm ơn nha. Kênh Nguyễn Cường 83 cả nhà. Thì chú chỉ làm câu cá ngát rồi, nói chung chú Cường cũng mới làm đây. Đạp hàng cá ngát mà chú Cường đi có mình nên nè. Có bụng xịt thối luôn. Có bụng xịt thối mà quay hoài hồi giờ anh còn rau không. Có bụng xịt thối luôn. Mời cả nhà dùng bữa với cha con mình cả nhà ơi. Ngồi ngoài nắng ăn luôn. Không có chỗ nào mát chứ ngồi đâu giờ. Ăn mạnh mạnh đi chú Cường. Mạnh vô đi. Có bụng quá trời. Thấy vậy cho vô hai chén mà nó đứng lại. Gấp cho ông khách một cục coi. Để đi ông gấp cho ổng cái ổng buồn nữa. Quá. Quá lẹ. Ăn này ngon ăn lắm chứ. Đói bụng quá trời hả? Cái phần mình đói bụng. Với lâu lâu ăn cái này là ăn miễn ngon đó không Cường? Cả nhà hàng đâu có cửa. Quá ngon. Quá ngon. Mà canh chua nêm nếm đồ gì em không? Em gì không? Quá ngon. Ừ. Ba chậm mà ba không ăn. Tắt lửa đi. Ăn hoàng ấy mà. Mắm ăn đồ cá kho cũng ổn ăn vậy. Đồ vô thiếu gì mà ăn cũng ăn đi. Cái đồ mình tự bắt tự nấu nấu ăn rồi tự làm ăn ngon ha. Ăn không? Bánh lai nãy đi, bánh lai nãy đi lạc kiếm muốn chết. Đi cái đá là quên nhỏ. Nó ở bên ngay nó lại mình kiếm muốn chết mình. Vừa ăn ha. Vừa ăn ngon. Không có gì. Mình với ba với chú Cường cũng dùng bữa xong rồi cả nhà ơi. Bảo gắng nói cả nhà là hết bọc uống không. Giờ thì ông trời ông cũng gió quá. Cha con mình sửa sẵn chút nắng về. Video của cha con mình chắc cũng xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Rồi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mình chào tạm biệt cả nhà. Cuối video thì mình cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới dồi dào sức khỏe.